với nội lực mạnh mẽ, hoài bão và khát vọng mãnh liệt. Như Phượng Hoàng vươn cánh bay cao, thấu hiểu giá trị của thời gian, kế thừa văn minh và thành quả nghiên cứu sản xuất trong ngành sơn, vật liệu phủ của Việt Nam cũng như thế giới. Đó chính là sứ mệnh của Sao Việt Nam, cộng hưởng thịnh vượng. Thành lập vào năm 2009, sau hơn một thập kỷ phát triển mạnh mẽ, công ty cổ phần Sao Việt Nam đã vươn lên vị thế nhà sản xuất và cung ứng những sản phẩm giải pháp trong ngành sơn trên gỗ, sơn trên kim loại số 1 Việt Nam, được khách hàng và đối tác đánh giá là một thương hiệu mạnh, uy tín, bền vững. Giá trị cốt lõi thương hiệu thể hiện ở ba trọng tâm: nguồn nhân lực, công nghệ, chất lượng quan hệ của đối tác. Sao Việt Nam trong 10 năm qua đã thực hiện đồng bộ những nhóm giải pháp nhằm cải thiện cả về số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực. Triết lý kinh doanh của Sao Việt Nam, cộng hưởng thịnh vượng, là khát vọng hướng tới vì xã hội, cộng đồng qua những sản phẩm chất lượng cao, trải nghiệm khách hàng thân thiện và chuyên nghiệp. Song song với việc phát triển mạnh mẽ về nguồn lực nhân sự, Sao Việt Nam luôn chú trọng nâng tầm quy mô cơ sở hạ tầng sản xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh nhà máy số 1 10.000 m2 đang hoạt động tối ưu về công suất, nhà máy số 2 tại khu công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội với quy mô 15.000 m2 đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. Sau một thập kỷ phát triển, sản phẩm của Sao Việt Nam chính thức có mặt trên mọi miền Tổ quốc với việc thành lập văn phòng đại diện chi nhánh miền Trung tại Đà Nẵng và chi nhánh miền Nam tại Bình Dương. Hệ thống sản xuất, kho, logistics được đồng bộ theo quy chuẩn 5S. Sao Việt Nam tự hào về một hệ thống sản xuất quy mô, dây chuyền tự động với những thiết bị được nhập từ châu Âu. Quy mô ngày càng mở rộng không ngừng là điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động một cách toàn diện. Sao Việt Nam luôn hướng tới sự thay đổi lớn, cải thiện, nâng cấp chất lượng toàn diện, tất cả vì một mục tiêu: sản xuất an toàn, sản phẩm chất lượng, hệ thống tối ưu. Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, hệ thống sản phẩm của Sao Việt Nam đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng đảm bảo những tiêu chuẩn mới nhất, phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm chính của công ty bao gồm sơn trên gỗ và sơn trên kim loại với các nhãn hiệu chính: sơn gỗ G8 Pen, sơn gỗ cao cấp G8 Platinum, sơn an toàn gốc nước G8 Green và sơn kim loại Indu. Nhãn hiệu sơn gỗ G8 Pen là nhãn hiệu truyền thống, được tin dùng top 1 tại thị trường trong nước. Sơn gỗ G8 Pen gồm đa dạng các chủng loại sơn PU, NC, 1K, 2K. Trao gửi giải pháp sơn phủ bảo vệ đồ gỗ nội thất trong nhà và ngoài trời, hàng mây che đan, gốm sứ, sơn mài xuất khẩu. Sơn gỗ cao cấp G8 Platinum với hệ sơn PU nội thất và ngoại thất, hệ sơn trắng cao cấp trong nhà và ngoài trời, mang đến giải pháp trang trí và bảo vệ hoàn hảo dành cho phân khúc nội thất cao cấp, ứng dụng cho các sản phẩm gỗ quý với triết lý gỗ quý theo thời gian, sơn sang tôn đẳng cấp. Sơn an toàn gốc nước G8 Green tiêu biểu cho xu hướng sơn xanh, sơn sạch trên thế giới, không sử dụng dung môi, không chì, không thủy ngân hay các hợp chất độc hại, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của châu Âu, Hoa Kỳ. Đây là nhãn hiệu sẽ mở ra cánh cửa mới cho đồ gỗ Việt Nam xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Kế thừa những kinh nghiệm truyền thống nhiều năm trong ngành sơn và chất phủ bề mặt trên nền tảng công nghệ tiên tiến, năm 2016, công ty chính thức ra mắt sản phẩm trên kim loại nhãn hiệu Indu. Đây là bộ sản phẩm Sao Việt Nam dành rất nhiều tâm huyết, kỳ vọng. Sơn kim loại Indu ngoài việc bảo vệ bề mặt kim loại, còn điểm tô thổi hồn cho các công trình sắt thép vô chì trở nên sống động. Với hệ sơn sản phẩm đa dạng: sơn sắt mạ kém Indu Robot, sơn sắt mạ kém Indu Eco, sơn dầu cao cấp Indu Robot, sơn dầu cao cấp Indu Eco, sơn dầu Nano 3X, sơn đa năng hai thành phần, sơn epoxy, sơn công nghiệp, sơn phun Indu. Sơn kim loại Indu nhanh chóng khẳng định vị trí số 1 trên thị trường, được người tiêu dùng và các đơn vị thi công xây dựng tin tưởng, đón nhận và tin dùng. Chất lượng của sơn kim loại Indu được thị trường đánh giá cao so với những sản phẩm trên thị trường.
độ bám dính, độ bóng, độ bền của màu sắc, thi công nhanh hiệu quả về kinh tế là giải pháp hoàn hảo thay thế cho rất nhiều những phương pháp sử dụng sơn kim loại trên thị trường. Luôn luôn cải tiến, tự hoàn thiện, nâng cao chất lượng, các nhãn hiệu, các sản phẩm của Sao Việt Nam đã và đang được khách hàng, đại lý, thị trường tin tưởng lựa chọn. Hệ thống phân phối và đại lý trải rộng ba miền của Sao Việt Nam như cánh tay nối dài, giúp sản phẩm chất lượng cao tới được tận tay người tiêu dùng thông minh. Sao Việt Nam coi khách hàng là bạn hữu, tâm niệm kinh doanh để ba bên cùng có lợi, cộng đồng, khách hàng, nhà phân phối, đồng hành và tiến bước cùng phát triển bền vững. Sản phẩm chất lượng và ổn định, song hành với đó là một trải nghiệm dịch vụ hoàn thiện với triết lý dịch vụ khách hàng 3T, 3B của Sao Việt Nam. Tươi cười, trung thực, tận tâm, biết lắng nghe, biết cam kết, biết hoàn thiện không ngừng, nhằm mang tới cho khách hàng, đối tác trải nghiệm tích cực, hài lòng. Từng thành viên của Sao Việt Nam luôn kiên định, nhất quán, tâm niệm, những ý nguyện tốt đẹp trong từng lời nói, từng hành động của mình. Đó là những giá trị được vun đắp, gìn giữ, kế thừa và phát triển qua các thế hệ của con người Sao Việt Nam. Với ban lãnh đạo công ty cổ phần Sao Việt Nam, mỗi một dòng sản phẩm sơn của công ty như những người con tinh thần, chúng tôi chăm chút, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất và đó là niềm tự hào của chúng tôi. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều sự thay đổi về công nghệ và phương thức, hơn lúc nào hết, sự chuyên nghiệp, tận tâm, đam mê, trách nhiệm sẽ là những phẩm chất quyết định sự thành công. Tại Sao Việt Nam, mỗi một nhân sự là một đại sứ thương hiệu, làm việc với tất cả trái tim. Sao Việt Nam làm việc mỗi ngày, kiên cường ý chí tấm lòng thiện tâm. Đường xa đôi chân mỏi, tim đập dồn quyết tâm. Đối tác và khách hàng của Sao Việt Nam đều ghi nhận, đánh giá cao. Sao Việt Nam là một thương hiệu uy tín, văn hóa, nhất quán. Từ lời ăn tiếng nói của nhân viên các tuyến, các cấp, nhiệt tâm, nhiệt thành trong từng hoạt động giao tiếp nội bộ cũng như bên ngoài. Với một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, để đảm bảo duy trì được chất lượng cao và ổn định, không thể không nói đến tính chính xác và tính kỷ luật. Tại Sao Việt Nam, tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 9001, 15001. Nhân sự được huấn luyện về 5S, định chuẩn phương thức Lean, tập huấn về chuyên môn lao động trong từng khâu. Với những việc đã thực hiện về quản lý chất lượng, Sao Việt Nam tự hào về một hệ thống sản xuất chuyên nghiệp, một tổ chức hoàn thiện với tính chính xác và tinh thần kỷ luật cao. Tâm niệm rằng, công ty không chỉ là nơi để làm việc, mà còn như một mái nhà chung ấm áp cho tất cả những tài năng cùng phát triển. Mỗi sản phẩm của Sao Việt Nam là những người con tinh thần được tạo ra từ lương tâm thiện nguyện của mình. Sát cánh bên nhau, chia sẻ, đồng cảm, thân thiện. Để làm được điều đó, mỗi cá nhân luôn đồng tâm, đồng chí, đồng lòng. Với khát vọng, nỗ lực và kiên trì theo đuổi, việc đảm bảo và hoàn thiện chất lượng bằng nguồn lực tối đa, hành trình đó luôn yêu cầu mỗi thành viên trong tổ chức phải tận tâm, chuyên nghiệp, văn hóa, phát tỏa những tinh hoa, cùng nhau để phát triển, chia sẻ, hợp tác, thành đạt trên con đường, xây đắp thịnh vượng. Ban lãnh đạo công ty cổ phần Sao Việt Nam và toàn thể đội ngũ kiên trì ý chí, niềm tin, khát vọng về một cộng đồng Việt Nam thịnh vượng như tôn chỉ, cộng hưởng thịnh vượng. Thử thách gian lao chẳng nề hà, hành trang vững chãi để vươn xa, vươn cánh đón bao làn gió mới, tiến xa biển lớn dồn lời ca. Sao Việt Nam vươn cánh tiên phong, nâng tầm cao mới.